bí kíp sống sót rời khỏi chốn thâm cung nội chiến của cung nữ thời xưa. Đối với các cung nữ, kết cục tốt nhất của họ là được xuất cung an toàn. Chỉ có xuất cung, họ mới có cuộc sống của một người phụ nữ bình thường, trọn vẹn, không phải chôn thây trong chốn hoàng cung đấu đá đáng sợ. Để an toàn cho tới khi xuất cung, một số cung nữ thông minh, cơ trí đã nghĩ ra một phương pháp. Họ giả vờ ngu ngây ngốc, luôn biểu hiện tay chân hậu đậu, ăn nói vụng về. Thông thường, khi thấy cung nữ không được biết, không sắc bén, các chủ tử sẽ sớm cho cung nữ xuất cung, tránh trường hợp cung nữ vụng về làm hỏng việc, hại mình, hại người. Phương pháp giả ngốc thoạt nhìn có vẻ đơn giản thế nhưng lại khá hiệu quả. Căn cứ vào những ghi chép, mỗi năm có hàng chục cung nữ bị đuổi khỏi cung vì ngây ngốc, vụng về.